Ngày 30 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu Tây Ninh, các bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa phẫu thuật ghép nối thành công một ca đứt lìa bàn tay phức tạp và hiếm gặp cho một nam bệnh nhân 16 tuổi tại Tây Ninh. Ca ghép kéo dài hơn 9 tiếng, từ 4 giờ sáng đến 13 giờ trưa, ngày 30 tháng 9 mới tái lập được tuần hoàn máu và nối ghép thần kinh, hệ thống gân, cơ cho bệnh nhân. Theo bác sĩ chuyên khoa Triệu Quốc Ngọc, trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh, vào lúc 3 giờ sáng ngày 29 tháng 9, bệnh nhân 16 tuổi nhập viện trong tình trạng đứt lìa cổ tay trái, chỉ còn mảnh da nhỏ, bề rộng khoảng 3 cm ở mặt sau cổ tay trái, toàn bộ hệ thống mạch máu, thần kinh, gân cơ xương cổ tay trái. Đánh giá tình hình ca nặng phải được cấp cứu xử lý nhanh. Sau hội chẩn online các khoa liên quan, bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào phẫu thuật ngay trong đêm 29 tháng 9, ca mổ kéo dài hơn 9 tiếng, trải qua 4 công đoạn chính: làm sạch, kết hợp xương phục hồi lưu thông mạch máu, khâu nói thần kinh, sau cùng là khâu nói gân cơ. Hiện bệnh nhân tỉnh, ổn định, đã gấp duỗi nhẹ các ngón tay, cử động được, các ngón tay hồng ấm, tốt. Chỉ số SpO2, cả năm đầu ngón tay đều đạt 98%. Hiện bệnh nhân đang dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát. Theo nhận định của bệnh viện, bệnh nhân có thuận lợi và may mắn là được cấp cứu sớm. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay.